Dạ xin chào mọi người Em là Minh Hiếu Bên thiết bị chăn nuôi Minh Hiếu Số điện thoại của bên em là 0986 200 200 và 0932 900 900 Hôm nay em sẽ so sánh cho mọi người biết được Sự khác nhau giữa hai sàn nhựa 50 1 m lỗ tròn và 50 1 m lỗ vuông Hai sàn đều có độ dày 3,5cm Thì như mọi người đã thấy là sàn nhựa bên em rất là nhiều Đấy bên em bán cung cấp nhựa sàn lỗ tròn và lỗ vuông nhá em đi thử cho mọi người xem em là nặng 80 kg thì em đi trên hai sàn thì em cảm giác sàn lỗ tròn nó, nó, chắc chắn hơn thằng lỗ vuông nó sẽ có độ nhịp còn thằng lỗ tròn thì đi nó rất là cứng cáp lỗ vuông người đi cũng được nhưng mà cảm giác nó hơi yếu và không được yên tâm bằng lỗ tròn đấy thằng lỗ tròn thì nó nặng hai kg thằng lỗ vuông thì nó nặng hai kg tuy chỉ trên nhau một lạng nhưng mà nó khác biệt về cái bề mặt của nó đây em sẽ đo đường kính cho mọi người xem đường kính của lỗ tròn là 2,3 cm à 2,4 cm. Đường kính của lỗ vuông nè, một chiều là 2,5 cm. Chiều dọc là 2,1 cm, 2,2 cm. Chiều ngang 2,5 và chiều dọc 2,1, 2,2. Còn thằng lỗ tròn thì đường kính của nó chỉ có 2,4 thôi về cái độ về cái, em đang quay cái mặt sau cho mọi người xem thì như mọi người thấy là độ dày của cái thanh chính giữa đó là khoảng uh, thanh ngang của cái thằng lỗ tròn đó chính là A4 ly và thanh dọc chịu lực của thằng lỗ tròn là bao nhiêu A4 ly luôn ạ à. trên thằng lỗ vuông thì như thế nào cái dọc của nó là khoảng tầm 3 ly, 3 ly, 3 ly 2 hay 3 ly rưỡi. Cái đường ngang của nó bao nhiêu? Đường ngang của nó là 3 ly đó. Rồi. Thì nó khác biệt nhiều lắm. Cái độ dày của cái thằng lỗ tròn đó, mọi người thấy thằng lỗ vuông mọi người thấy không? Nó thưa hơn là lỗ tròn. Bởi vậy khi mà đứng lên lỗ tròn nó cảm giác nó yên tâm hơn. Và cái độ dày này độ dày của cái bề mặt nè cái thằng lỗ tròn nó nó dày hơn là thằng lỗ vuông nhìn mắt thơ mình vẫn có thể thấy được đấy mọi người thấy không nó mỏng hơn đấy cái sóng sành nhựa của bên em cũng khác những cái chỗ khác nha để mọi người thấy không cái sóng của nó không có bằng phẳng mà cái sóng chính giữa của nó này những cái thanh những cái nan chính từ hàng ba trở đi nào mọi người thấy không nó có độ sóng này từ thấp lên cao đấy từ thấp lên cao rồi lại xuống thấp rồi lại bằng để nó giống như một cái cầu vòng rồi đấy để nó chịu lực tìm chịu nhịp hai sàn này xe tải hai tấn cán vô vô tư không có gãy gì hết đấy mọi người nhìn lại còn những sàn nhựa ở chỗ khác người ta sẽ làm bằng luôn đấy nó khác để chỉ sàn nhựa bên em và bên người ta nha nên mọi người đừng có so sánh là tại sao sàn ta vậy sàn em vậy nha sàn bên em mục đích làm là để cho tuổi thọ của sàn nhựa nó độ bền được 10 năm còn sàn như người ta thì người ta sẽ làm yếu hơn để giá trị lợi nhuận nó cao hơn đó là lý do tại sao mà sàn nhựa bên em dán sẽ cao hơn người ta một tí bởi vậy nếu mà mọi người có sử dụng sàn để làm á để mục đích chăn nuôi á thì lỗ tròn á em khuyên là mọi người nên nuôi dê cừu còn lỗ vuông á thì nên nuôi gà vịt trồn hương và thỏ làm như vậy thì tuổi thọ của sàn nhựa nó sẽ tốt hơn hà lỗ tròn mục đích làm ra để chủ lực tốt và không bị lọt chân dê cừu tương lai thì nó sẽ phát triển hơn hà lỗ vuông thì nhiệm vụ của sứ mệnh của nó là gia cầm và thỏ chuẩn hương chuẩn hương mới đây nhưng mà rất là tốt nhiều người sử dụng bảo đảm rất là thích hài lòng vì nó phát phân tốt hơn là tạo lỗ chọn nhiều chỗ người ta bán sàn người ta tư vấn không có chuẩn người ta lại bảo sàn lỗ tròn yếu hơn sàn lỗ vuông qua clip này em muốn cho mọi người thấy là sàn lỗ tròn nó khỏe và tốt hơn sàn lỗ vuông kiểu gì nó cũng tốt hơn đấy nếu mọi người có mua hàng thì xin liên hệ với em qua số điện thoại 0986 200 200 có Zalo để em tư vấn mọi người cho một cách kỹ lưỡng hơn nhé bên em ship hàng toàn quốc một tấm em cũng ship nếu mọi người có nhu cầu xin liên hệ với bên em, em xin cảm ơn.